Rồi, bài số 11 nha, Unit 11, Traveling in Vietnam, Traveling around Vietnam, du lịch khắp Việt Nam, vòng quanh Việt Nam. Thì cái phần ngữ pháp của bài này cần phải chú ý tới hiện tại phân từ và quá khứ phân từ. Rồi, hiện tại phân từ và quá khứ phân từ. Hiện tại phân từ, quá khứ phân từ. Rồi, participle nha. Participle, cái từ này nè, tiếng Anh đó. Participle nghĩa là phân từ đấy, đoạn phân từ đó, đoạn câu phân từ. Đoạn câu phân từ bắt đầu bằng hiện tại phân từ verb in hoặc quá khứ phân từ verb 3. Verb 3 còn gọi là participle, tức là động từ cột 3. Rồi cô cho ví dụ này. Nó có hai loại nhá. Nói về đoạn phân từ thì chúng ta có hai loại, đó là hiện tại phân từ và quá khứ phân từ. Vậy hiện tại phân từ là gì? Con cứ nghe giảng rồi chép sau. Hiện tại phân từ là cái gì? Hiện tại phân từ nó sẽ được bắt đầu với động từ thêm in. Nó được bắt đầu với động từ thêm in này. The boy sitting over there is my classmate. Con chú ý cái câu này nó có hai thông tin. Cái câu này nó có hai vế, nó hai thông tin đó. Cậu bé mà đang ngồi đằng kia là bạn cùng lớp của tôi. Có phải là hai vế không? Có hai thông tin không? Cậu bé mà đang ngồi đằng kia, thông tin thứ hai là bạn của tôi. Thấy chưa? Vì cái cụm này này, sitting over there, nó là đoạn phân từ, đó là hiện tại phân từ đấy. Cái này là hiện tại phân từ này. The boy sitting over there là bạn của tôi. Thì cái từ sitting over there đó là hiện tại phân từ. Nó bắt đầu với động từ thêm in, được chưa? Rồi đấy, nó mang nghĩa chủ động nhá, nó mang nghĩa chủ động. Rồi, bây giờ cái quá khứ phân từ là cái gì? Nhìn đây. Quá khứ phân từ nó được bắt đầu với động từ cột 3. Giống câu bị động á. Con nhớ câu bị động không? Trương đá con chó bị Trương đá, con chó bị đá bởi Trương, không bị động á. Mình có từ bị ha, thì nó là bị động và nó là động từ cột 3. Ở đây cũng tương tự như vậy này. Cái đồng hồ, đồng hồ là đồng hồ đeo tay. Make này, make là cột 3 của make đúng không? Sản xuất ở Trung Quốc, cái này gọi là được sản xuất ở Trung Quốc. Được sản xuất ở Trung Quốc thì rẻ, cheap là rẻ đó, thấy chưa? Vậy cũng cái câu này nó cũng có hai thông tin, hai vế. Cái vế thứ nhất, thông tin thứ nhất đó là được sản xuất ở Trung Quốc, cái vế thứ hai là rẻ. Ha. Cái câu này nó có hai vế, hai thông tin đấy. Và nhớ cái made in China là cái quá khứ phân từ được bắt đầu với động từ cột 3 và khi chúng ta dịch nghĩa ra, chúng ta sẽ dịch là bị hoặc là được, nó giống như bị động, được chưa? Ok. Nhưng mà ở đây mình không có to be nhé, mình không có to be ở đây. Thường câu bị động giống như là con chó bị đá bởi Phong là the dog ở quá khứ hiện tại đi, the dog y đá cột 3 bởi Trương. Thì thường nó có to be, nhưng ở đây chúng ta không có viết lại cái to be gì hết trơn. Giống như cái hiện tại phân từ trên đây này, sitting này, thường nó sẽ là y sitting đúng không? Thì mới gọi là tiếp diễn đúng không? Hiện tại tiếp diễn am ia, động từ thêm in. Nhưng chúng ta không có viết động từ ở đây, động từ to be ở đây, chúng ta chỉ viết là sitting thôi. Và tương tự câu dưới chúng ta chỉ viết cột 3 thôi, make thôi, may thôi, được chưa? Không có was hay là không có y gì cả, chỉ là may thôi. Và đồng hồ mà được sản xuất ở Trung Quốc thì rẻ, nó mang nghĩa bị động đấy. À, ok, rồi ghi vào cái này vô, rồi mình làm bài là mình hiểu liền. Ghi vào đi. Ghi vô con nào, ghi vô vợ đi. Cái bài vô lấy sách ra cô giảng bài là hiểu này.
không chưa? Rồi. Lấy sách học sinh ra. Cái bài mình đang học là bài nào? Bài 11 con. Đây. Bài trang 108. Trang 108 con. Rồi bây giờ con nhìn ra cho cô. Look at the people in the schoolyard at Guangzhou School. Say who is person E. Hãy nhìn vào những người ở sân trường của trường Guangzhou. Hãy nói họ là ai, mỗi người là ai. Chúng ta coi cậu bé mà đang ngồi dưới gốc cây đọc sách đó là bà. Cái ông mà đang đi lên cầu thang gọi là ông Quang, thầy Quang đó. Cô mặc áo dài là cô Liên. Cái người, cái đứa học sinh, cái thằng bé mà đang nói chuyện với cô Liên là Nam. Hai đứa con gái mà đang chơi cờ là Hoa và Nga. Đứa con gái mà đứng cạnh Nga là Lan, ok chưa? Con nhìn ví dụ cho cô. The boy reading a book Iba. Ở đây cái bài này là hiện tại phân tử hết. Hàm mang ý chủ động, hiện tại phân tử hết. Cậu bé mà đang đọc sách là ba, con thấy không? The boy reading a book Iba. Bây giờ cô tiếp theo, người đàn ông mà đang đi lên cầu thang là ông Quang, cô viết sao? The man là người đàn ông mà đang đi là going đúng không? Go mà chúng ta phải thêm in vào. Going upstairs, đi lên cầu thang đó. E Mr. Quang, được chưa? Rồi chép vô đâu thì chép. Người đàn ông mà đang đi lên cầu thang là Mr. Quang. Cô gái mà đang đứng cạnh cái bàn là Lan. The girl standing by the table is Lan. Đó, cô gái mà đang đứng cạnh bàn đứng cạnh cái bàn đó là Lan. The girl standing by the table is Lan. The girl standing by the table is Lan. Rồi, tiếp theo cái cô Nga và Hoa này. Hai cô gái nhá, giờ hai đứa con gái chúng ta thêm sờ vào. The girl có sờ nha. Mà đang chơi cờ, playing chess. A, Nga and Hoa, hiểu không? Hai đứa con gái mà đang chơi cờ là Nga và Hoa đây này. Câu số 4 này. Thấy chưa? Ok. Tiếp theo, cái người mà mặc áo dài là cô Liên. The woman wearing áo dài. Mình có thể để áo dài trong ngoặc kép cho cô. Áo dài. Đây là tên riêng, danh từ riêng thì chúng ta có thể ghi lại được. Nha, the woman wearing áo dài is Miss Lien, đúng không? The boy mà đang nói chuyện với cô Liên đó là Nam. The boy talking to Miss Lien is Nam. Hết chưa? Hết rồi. The boy talking to Miss Lien is Nam. The boy talking Miss Lien. The boy talking to Miss Lien is Nam. The man going upstairs is Mr. Quang. The girl standing by the table is Lan. The girl playing chess are Nga and Hoa. The woman wearing outside is Miss Lien. The boy talking to Miss Lien is Nam. Okay? Have you finished? Have you finished? Rồi. Xuống bài đây con. Bây giờ bài này liên quan đến quá khứ phân tử. Toàn là vật hết, vật thì phải là bị động, phải là quá khứ phân tử rồi. Để chúng ta coi này, chúng ta sẽ xài những cái từ đã cho này. Gói này, wrap in là gói này, pen là vẽ này, sơn, make in là sản xuất ở đâu đó. Recycle from được tái chế từ cái gì đấy, dress in là mặc, keep in là cất đâu đó. Để chúng ta viết này. Viết cho cô nhá. The boy, cậu bé. The box, cái hộp mà được sơn màu xanh có giá $1. Đây này, cái này này, cái hộp này này. Cái hộp mà được sơn màu xanh có giá $1, cô đang nói tới cái hộp này. Nó ghi tiền là $1 đây. $1, 2-3 ngàn đó. The box
Rồi, cô thải quá khứ phân từ. Pen là sơn vẽ, cô thêm ed vào, tức chuyển thành cột 3 đó. The boss painted grace is $1. Được chưa? Ok. Rồi, câu tiếp theo là the truck, cái xe tải mà được làm từ nhựa tái chế có giá $2, con thấy chưa? Rồi bây giờ mình viết này, the truck make trở thành made from recycled plastic. Đó là nhựa tái chế đó. $2. Rồi tiếp theo con búp bê mà được mặc cái đầm màu hồng đấy có giá $2 này. The doll, the red cột 3 nhá, thêm y đi vào. In pink $2. Tiếp theo những bông hoa mà được gói cho cái giấy màu vàng đó có giá $1. The flower wrap, thêm y đi vào. Cô gấp đôi chữ P, cô thêm y đi vào. In yellow paper $1. Ok. Ok. Rồi tiếp theo những cái đồ chơi mà được để trong cái hộp bìa cạc tông đó, cái hộp cạc tông đó thì có giá $10 nè. The toys keep chuyển thành kept, cho cô cột 3 là kept in nhá, K-E-P-T đó, kept in a cardboard box thì có giá $10. Được chưa? Vậy tất cả đây là quá khứ phân từ hết, và con để cho cô này nhìn lên đây, painted này, made này, the dresser này, wrapper này, kept là động từ cột 3 hết, được chưa? Rồi chép vô. Chép rồi hả? Chép đi con. Chép đi. Mày giải quyết hết Mai Lan Hương. Được chưa?
phê mới ở đây này. Mà chút tiền ráo với mình đám cà phê. Anh là 3 tấn hả? Ừ. 3 tấn á. 3 tấn hả? Ở đây 30 cà phê. 30 tiền ráo là 3. À. Rồi 15 cà phê là 45. 45 thì thôi. Nấm lắm tiền ngoài thôi thôi. Thấy đâu? Ngoài chứ đâu. Để ra coi. Nha. À, ví dụ như là cậu bé là 3, anh ấy đang đọc sách. Câu ví dụ, con nhìn câu ví dụ cho cô. Thì cô sẽ viết là cậu bé mà đang đọc sách là 3. The boy reading the book is 3. Cô không có viết he is nữa, cô viết he is. Cô lôi cái đằng sau bỏ ra đây. Được chưa? The boy reading the book is 3. Ví dụ câu thứ 2. The old lamp is $5. It's made in choice. Cái đèn dầu cũ có giá $5, nó được sản xuất ở Trung Quốc. Chúng ta sẽ viết là cái đèn dầu, cái đèn cũ nha. The old lamp made in choice is $5. Cô lấy đằng sau, cô đưa ra và cô viết cái khúc này đằng sau. Được không? Ok không? Rồi con làm cho cô câu số 1. Đứa bé mà đang khóc đòi mẹ. Nó đang ngồi trong cái ghế. Vậy đứa bé mà đang ngồi trong cái ghế bằng đang khóc đòi mẹ. The baby sitting in an armchair is crying for her mother. Câu số 2, cậu bé mà được đưa đến bệnh viện, cậu bé bị thương trong tai nạn. Vậy là cậu bé mà bị thương trong tai nạn được đưa tới bệnh viện. The boy injured in the accident was taken to the hospital. Câu số 3, con đường rất là chật hẹp. Nó nối hai ngôi làng với nhau. Vậy con đường mà nối hai ngôi làng rất là chật hẹp. The road joining the two villages is very narrow. Ok. Rồi con làm cho cô bài đó đi, làm hết bài 7, bài 6 đi nha. Làm hết bài số 6 đi. Mình sang câu tiếp theo, câu số 4. Do you know the woman? Bạn có biết người phụ nữ? The woman is talking to Tom. Người phụ nữ mà đang nói chuyện với Tom. Con sẽ nối như sau. Do you know the woman? Nha, con sẽ viết tới đây. Do you know the woman? Xong con sẽ xóa cái từ woman này đi. Không có viết. Y talking, y bỏ luôn. Y bỏ luôn. Con viết nối tiếp. Talking to Tom, thêm chấm hỏi vô. Do you know the woman talking to Tom? Bạn có biết người phụ nữ mà đang nói chuyện với Tom không? Được chưa? Câu số 5. The window has been repaired. Repair là sửa chữa đó. Cái cửa vừa mới được sửa xong. It was broken last night. Nó bị gãy vào tối hôm qua. Nó bị hư vào tối hôm qua. Vậy thì chúng ta ghi như thế này. Cái cửa sổ, nó đứng đầu câu thì chúng ta sẽ viết tới cái cửa sổ, chúng ta dừng. Chúng ta viết cái khúc đằng sau. The window, cô sẽ bỏ it, bỏ was đi. Cô viết cái động từ cột 3. Broken last night. Xong cô quay về phía trước, cô viết tiếp. Has been repaired. Nha. Cái cửa sổ mà bị gãy vào tối hôm qua vừa mới được sửa xong. Được chưa? Làm đúng chưa? Làm chưa? Rồi câu tiếp theo. Xe taxi bị hư. Nha. The taxi broke down. Nó đang đưa chúng tôi tới sân bay. Vậy là the taxi mà đang đưa chúng tôi tới sân bay bị hư. The taxi taking us to the airport. Cô không viết it, không viết was nữa. Cô lấy động từ thân mình, cô viết broke down. Ok chưa? Câu số 7 này. Câu số 7. Cái cầu vừa mới được tuyên bố là không có an toàn. Nó được xây chỉ cách đây 2 năm thôi. Ok. Cái cầu mà được xây chỉ cách đây 2 năm thôi. Xong rồi cô sẽ viết chưa cái khúc đằng trước. Ok. The bridge built only 2 years ago has been. Viết tiếp khúc đằng trước. Cô làm đúng chưa? Đúng chưa? Kiểm tra xem mình làm đúng chưa nhá. Câu số 8 này. Hầu hết hàng hóa được xuất khẩu được xuất khẩu. Chúng được sản xuất trong cái nhà máy này. Hầu hết những cái hàng hóa mà được sản xuất trong nhà máy này đều được xuất khẩu. Most of the goods made in this factory. Nha. Are exported. Rồi làm đúng chưa? Đúng chưa? Rồi. Câu tiếp theo, một cái nhà máy mới vừa mới được mở cửa mở vào trong cái thị trấn. Và cái nhà máy này thuê 500 người. Cái nhà máy này thuê 500 người, vậy con làm sao đây? Nha. Rồi, a new factory. Bây giờ employ á, con tự thêm in vào. Employ con tự thêm in vào. Vì nó chưa có in thì con phải tự thêm vào hiện tại phân từ mà. A new factory employing.
500 people had church open in the town. Nào đúng chưa? Câu số 10, Romeo và Juliet là một cái vở kịch hay nhất mà tôi đã từng xem, nó viết bởi Shakespeare. Vậy là Romeo và Juliet written by Shakespeare is the best tragedy I have ever seen. Ok? Đúng không? Đúng rồi, xuống bài dưới luôn. Bài này. Rồi, bây giờ câu số 1. Bây giờ chúng ta có từ dance là nhảy múa, steal là ăn trộm, là trộm cắp, invite mời, blow là thổi, leave là sống, offer là cung cấp, call là gọi, address là bắt. Nhá, bắt. Bắt á. Bắt giam. Rồi trust là sờ, plan là chồng, interest là bị thương. Interest là bị thương này. Rồi, mình có từ mới thì làm bài được. Bây giờ này, câu ví dụ này. Cái người mà sờ vào cái dây đó sẽ bị sốc. Nhá. Ai đó mà sờ vào cái dây đó thì sẽ bị sốc. Ở đây chúng ta chọn từ touching đấy. Hiện tại phân từ. Câu số 1. Có một cái cây bị thổi trong cơn bão tối qua. Vậy là ở đây là blow cột bạc. Nha. Câu số 2. Cô gái mà đang nhảy với anh trai là ai? Anh trai của bạn á là ai? Đây là dancing hiện tại phân tử. Câu số 3, một nửa số người được mời tới bữa tiệc đã không xuất hiện. Bây giờ đây là quá khứ phân tử, bởi vì mình kịch nghĩa là bị động, được mời là bị động thì chúng ta phải quá khứ phân tử invited, hiểu không? Ghi vào. Rồi sang câu tiếp theo. Rồi nào. Câu số 4 này. Cuộc sống chắc hẳn là không có thoải mái cho những người mà sống ở cái sân bay, mà gần sân bay mà ồn ào đó. Con sẽ chọn cái từ live là sống, và con thêm in vào hiện tại phân từ mà đang sống. Ok, living. Câu số 5. Những bức tranh mà bị mất cắp từ bảo tàng thì vẫn chưa được tìm thấy. Ở đây con sẽ xài cái quá khứ phân từ bởi vì nó là bị động. Steal chuyển thành stolen. Ok chưa? Stolen. Rồi câu số 6 này. Ai đó mà đang gọi cho check trong ai đó mà gọi điện thoại cho check á, trong khi bạn đi ra ngoài. Ai đó đang gọi điện thoại cho check trong khi bạn ra ngoài. Nhá. Calling. Câu số 7 này. Cách đây một vài ngày sau buổi phỏng vấn á, một vài ngày sau buổi phỏng vấn thì tôi nhận được một lá thư mà cho tôi công việc, tức là đề nghị cho tôi việc đó, tức là mình được chấp nhận đi làm đó, offering cho cô. Câu số 8, tên của người đàn ông mà bị bắt bởi công an là ai? What's the name of the man arrested? Quá khứ phân từ cho cô nhá. By the police. Câu số 9, cậu bé mà bị thương trong tai nạn, bị thương cho cô là injured cột 3, quá khứ phân từ, vừa được đưa tới bệnh viện. Câu số 10, học sinh mà đang trồng hoa trong công viên thì trong một nhóm tình nguyện. Vợ con sẽ đà xài cái hiện tại phân từ nhé, planting, đang trồng hoa, đang nghĩa chủ động. Ok. Rồi. Tiếp theo, xuống bài dưới vẫn là hiện tại phân từ, quá khứ phân từ này. Hoàn thành câu, sử dụng cái dạng đúng của từ trong hoặc.
Người đàn ông mà đang ngồi cạnh tôi rất là căng thẳng. Con sẽ viết là sitting cho cô. Ok. Rồi, câu số 2 nó không liên quan đến hiện tại phân từ. Nhá, Tom không thích cười. À, bị cười, đúng không? Tom không thích cười bởi người khác. Tom không thích cười bởi người khác. Đây, quá khứ phân từ. Bị động. Đi đi vào. Tôi muốn bạn gặp mẹ tôi. I like you to meet. Take this street. Đi theo con đường này. And you, bạn sẽ gặp. Bạn sẽ gặp, ở đây sẽ xài will arrive. Rồi câu số 5 đằng sau suggest là các bạn xài động từ thêm ing traveling. Đằng sau mai là gì? Đằng sau mai động từ gì? Học rồi. Thêm ing đúng không? Đằng sau mai động từ thêm ing này. Would you mind nè. Rồi lát nữa mình quay lại mình học cái đó. Đây là lần đầu tiên mà Hoa gặp gia đình của Tim. Lần đầu tiên thì con xài hiện tại hoàn thành cho cô. This is the first time Hoa has met, chuyển thành met. Rồi. Cô ấy có rất nhiều cuốn tiểu thuyết mà được viết bằng tiếng Anh. Ở đây là hiện tại quá khứ phân từ. Written. Quyển sách mà được viết quyển sách được viết bởi, đây là đây là gì? Bởi một tác giả nổi tiếng. Các bạn có thể xài là hiện tại phân từ, có gì? Bị động hiện tại đơn hoặc là bị động của quá khứ đơn. Is written. Bắt buộc là phải bị động. Chủ nghĩa là vật thì bắt buộc phải chủ bị động. Rồi bây giờ would you mind if I, con dạy, cô dạy con chưa? Nếu mà có if I thì con sẽ có hai trường hợp nhá. Would you mind if I hoặc là do you mind if I. Nếu mà do you mind if I thì phía sau là nguyên mẫu. Còn would you mind if I thì phía sau động từ cột 2. Con xài turn ed. Ok chưa? Rồi chúng ta sẽ qua cái phần ngữ pháp tiếp theo. Ngữ pháp tiếp theo nhá. Quay trở lại sách giáo khoa. Quay trở lại cái phần này. Hôm trước mình viết rồi thì hôm nay mình chỉ cần đọc lại cho nhớ thôi cho cô. Câu đề nghị với do you mind và would you mind này. Ok. Nếu mà con xài chỉ là do you mind hoặc would you mind, nó không có cái if I đằng sau thì sao? Rất dễ, chỉ thêm in thôi. Bạn có phiền không? Bạn có phiền không được không? Con có phiền mở cửa sổ cho cô không này? Would you mind opening the door? Vậy thì đằng sau cái would you mind, would do you mind, con phải xài động từ thêm in. Đấy. Rồi nhưng mà đối với công thức này có if I thì con phải phân ra hai trường hợp. Khi mà nó có if I thì con phải chú ý. Nếu mà do phía trước thì đằng sau là nguyên mẫu. Nếu mà good phía trước thì đằng sau là động từ cột 2. Ok, con nói nhiều lần chưa? Rồi, con coi ví dụ cho cô. Do you mind opening the door? Would you mind opening the door? Nhưng câu dưới. Do you mind if I use your computer? Would you mind if I use ED? Your computer? Nó khác nhau. Nhá, nghĩa thì giống nhau. Rồi, xong. Vào sách giáo khoa lại này. Sách giáo khoa để làm nốt. Làm nốt cái bài này. Cái bài này. Hả? Khi con thấy nó là chủ động thì con xài là hiện tại phân từ. Ví dụ cậu bé con dịch cậu bé là người đúng không? Cậu bé là người thì nó sẽ là chủ động. Cậu bé mà đang ngồi ở đây là ba. Cái hành động cậu bé ngồi là nó là chủ động. Nhưng mà cái điện thoại là được sản xuất. Con nghe thấy được không? Khi mà chủ ngữ là vật thì con bắt buộc nó phải được làm, người khác làm chứ nó đâu có tự làm được. Chủ ngữ là vật thì con phải xài cột 3. Bị động là cột 3. Này, cái điện thoại mà được sản xuất ở Trung Quốc rất dễ. Cái bàn mà được làm từ gỗ rất là đẹp. Phải được không? Cây bút mà có màu gì? Cây bút mà được sơn màu, cây bút mà được vẽ màu màu gì đó thì có giá bao nhiêu tiền đó? Thì khi mà chủ ngữ là vật con phải xài là con phải dịch là được. Có phải là khi mà chủ ngữ là vật con phải dịch ra là nó được làm không? Nó được làm như thế này, nó được làm như thế kia. Mà khi mà con dịch được rồi thì con phải xài quá khứ phân từ, hiện động từ cột 3. Nó giống như là bị động á. Vậy tóm lại khi con thấy chủ ngữ là vật thì con phải suy nghĩ tới nó đã bị động, nó là quá khứ phân từ. Ok, chủ ngữ là vật nha. Chú ý cái chủ ngữ vật đó. Rồi, qua đây. Cái bài này liên quan đến would you mind, do you mind này. Làm việc với bạn của con. Sử dụng những cái từ ở dưới đây để đưa ra câu đề nghị và phản hồi nhá. Coi này, di chuyển ô tô này. Câu ví dụ của chúng ta. Bạn có phiền di chuyển ô tô của bạn không?
Và dấu tích này có nghĩa là không phiền. No, a curb not. Không, không phiền. Rồi, câu B này con. Tắt thuốc lá đi. Bạn có phiền dập tắt thuốc lá không? Mùi thuốc lá đau đầu quá, bạn có phiền dập tắt thuốc lá không? Và không phiền. Would you mind putting out the thuốc lá? Not at all là không phiền. Con chép vào vở sách tùy con chép luôn đi. Học rồi hả? Học rồi hả? Không thì bao nhanh thế? Sao mày học chậm vậy? Chết cha rồi. Rồi bài này. Do you mind getting me some coffee? I'm sorry I'm busy now. Do you mind waiting for a moment? I'm sorry I'm busy. Do con nghỉ nhiều quá. Rồi xuống cái bài dưới đây. Sẽ ít ai. Bạn có phiền nếu tôi ngồi đây không? Bắn đi rồi về thằng con cô nó khóc. Nó bắt đền nó xuống nhà đòi con luôn nha. Do you mind if I sit here? Please do. Would you mind if I smoke cột ba nè? I'd rather you didn't. Rồi, would you mind if I use your telephone? Please do. Do you mind if I turn up the cassette player? No, I don't mind. Rồi, mấy cái này học rồi thì khỏi nói. Ok không? Would you mind if I turn on the air conditioner? I prefer you didn't. Bà có phiền nếu cháu tắt, nếu cháu mở máy điều hòa không? Đừng có làm. Rồi, mẹ có phiền nếu con mở tivi, con xem tivi không? Tất nhiên là không rồi. Đấy, quay trở lại sách. Mai Lan Hương cho cô. Mai Lan Hương con, would you mind, do you mind làm luôn này. Đây, would you mind, do you mind lật sách ra. Trang 78. Lật trang 78 cho cô. Quá dễ. Bây giờ này, mình sẽ viết thành do you mind, would you mind cộng động từ thêm in. Nếu câu nào có not thì sẽ để not đằng sau. Đây, câu ví dụ của chúng ta. Could you open the window? Bạn có thể mở cửa sổ không? Thì chúng ta sẽ viết thành would you mind hoặc là do you mind opening the window? Bạn có phiền mở cửa sổ không? Đấy. Và con viết đi, con viết đi. Con chú ý cho cô cái câu có not, đó là cái câu số 7 và câu số 8 là hai câu có not thôi. Còn mấy câu kia thì làm bình thường, viết nhanh nhá. Làm cấp tốc con. Tiết kiệm thời gian. Ok chưa? Đâu học đi ta. Rồi câu số 1, would you mind, do you mind taking me a photograph? Câu số 2, would you mind, do you mind waiting a moment? Bạn có phiền chờ đợi một lát không? Câu số 3, would you mind, do you mind turning down the TV? Bạn có phiền, bạn nhỏ TV xuống không? Câu số 4, do you mind, would you mind making some tea? Bạn có phiền pha trà không? Câu số 5, would you mind, do you mind lending me some money? Bạn có phiền cho tôi mượn ít tiền không? Câu số 6, do you mind, would you mind posting the letter for me? Bạn có phiền gửi thư cho tôi không? Câu số 7, would you mind, do you mind not playing your cô? Câu này có not, not playing your music so loud. Bạn có phiền đừng có chơi âm nhạc quá to không? Câu số 8, would you mind, do you mind not using the office phone? Bạn có phiền không có sử dụng điện thoại cơ quan không? Ok, xong. Xong bài tiếp theo.
Rồi trong cái bài này là if I con ạ. Nha, nó cho cái gì viết cái đấy. Rồi, can I move, tôi có thể di chuyển cái tủ lạnh ra góc bên phải không? Vậy thì bạn có phiền nếu tôi di chuyển tủ lạnh qua góc bên phải không? Là would you mind if I move thêm ed vào, đúng không? Move thêm ed vì sao good? Rồi viết tiếp. Câu số 2, do you mind, ở đây là do thì viết nguyên mẫu. Do you mind if I smoke, bạn có phiền nếu tôi hút thuốc lá không? Câu số 3, tôi có thể hỏi bạn một câu không này? Would you mind if I ask you a question? Add thêm ed vào. Câu số 4, would you mind if I turn thêm ed vào? Turn the air conditioner off, tắt điều hòa đấy. Câu số 5, do you mind if I use your handphone? Bạn có phiền nếu tôi sử dụng điện thoại cầm tay của bạn không? Câu số 6, would you mind if I carry your luggage? Bạn có phiền nếu tôi xách túi của bạn không? Rồi, thêm ed nhá. Câu số 7, do you mind if I borrow your newspaper? Nguyên mẫu, bạn có phiền nếu tôi mượn báo của bạn không? Câu số 8, would you mind if I drove cột 2? Bạn có phiền nếu tôi lái xe không? Ok, chép xong chưa? Chép đi, chép đằng sau thì con chấm 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 cho nó nhanh. Chép đi cho nhớ bài. Ok. Rồi xuống bài dưới này. Hoàn thành nhá. Would you mind? Úi trời ơi. Rồi, would you mind showing how to use this machine? Bạn có phiền chỉ ra cách sử dụng cái máy này không? Con điền cho cô từ showing. Bây giờ chúng ta dịch nghĩa travel là đi, come là đến, clean là lau, sit là ngồi, wait đợi, go là đi, use là sử dụng, take là có liên quan đến từ chụp hình nha. Live là sống, show là chỉ ra. Vậy câu số 1 con sánh luôn cái động từ thêm in và dịch nghĩa thì có phải là show. Câu số 2, thật là tốt để mà thăm cái nơi khác, tôi thích đi du lịch, I enjoy traveling. Câu số 3, đằng sau would you like là xài to infinity và đây là to come, bạn có muốn tới ăn tối vào thứ 6 không? Câu số 4, do you mind con xài cho cô cleaning the kitchen, bạn có phiền lau dọn bếp không? Câu số 5, would you mind if I xài động từ cột 2, bạn có phiền nếu tôi sử dụng điện thoại của bạn không? UED. Câu số 6, tôi vẫn chưa sẵn sàng. Bạn có phiền đợi một xíu không? Waiting. Câu số 7, khi mà tôi là một đứa nhỏ, tôi ghét đi ngủ sớm, going nhá. Đằng sau hay là động từ thêm in và đi ngủ thì phải xài go rồi, go to bed. Rồi câu số 8, bạn có phiền nếu tôi chụp hình gia đình của bạn không? Ở đây là do you mind if I xài nguyên mẫu và chụp hình là từ take. Câu số 9, would you mind if I động từ cột 2 và ngồi nha. Bạn có phiền nếu tôi ngồi đây để đợi quản lý không? Thì sit chuyển thành sát cột 2. Câu số 10, tôi không thích sống ở cái khu này của thành phố.
tôi muốn chuyển tới một nơi khác. À, đằng sau like động từ thêm in xài lip pin cho cô. Ok, check chưa? Check vào. Check vào. Check vào xuống bài khác. Xong chưa? Rồi, tiếp tục bài khác nhá.